Em sẽ không bao giờ tin tưởng anh 100%. Vấn đề liên quan đến chuyện ngoại Phương luôn quan điểm là chả tội gì mình phải đưa mình vào cái hoàn cảnh khốn đốn ấy cả. Thật ra thì cảnh giác thì phải luôn luôn, chứ không thể nào mà không được. Bản thân Mai Phương là một cái người mà luôn nói với chồng của mình ấy, em sẽ không bao giờ tin tưởng anh 100%. Vấn đề liên quan đến đấy, chuyện ngoại không bao giờ. Vì nếu mà mình bị tin tưởng quá, nếu mà sau này xảy ra vấn đề gì ấy, thì mình sẽ cảm thấy rất là thất vọng. Phương luôn quan điểm là chả tội gì mình phải đưa mình vào cái hoàn cảnh khốn đốn ấy cả. Hoàn cảnh bất ngờ xảy ra một cái sự việc không bao giờ mình nghĩ tới đấy. Và mình đối với mặt với nó mình sẽ sống làm sao được. Nếu mà mình không đặt sẵn cái trường hợp đấy trong lòng của mình, mình không bao giờ nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất, thì đến khi nó xảy ra mình sẽ rất là khủng hoảng. Nên là Phương luôn đặt cho mình là mình không bao giờ mình phải đặt niềm tin tối đa. Mình phải cảnh giác chứ, bởi vì là chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Người ta hay có câu là mưa đến đâu mát đến đấy không? Bây giờ thì có thể là chưa xảy ra, nhưng không chắc sau này sẽ không xảy ra. Chuyện gì nó cũng có thể xảy ra nếu mà mình không cảnh giác. Thế nên là người ta mới thấy là xã hội bây giờ thứ gì cũng cần cảnh giác là thế. Bây giờ vợ chồng sống với nhau còn nhiều năm, còn cả đời, nhưng mà mình cứ đặt cái niềm tin kiểu như là hoàn toàn vào một người ấy. Như Mai Phương nói là khi mà nó bị sụp đổ thì mình sẽ không vực dậy nổi. Nên thành ra là thôi, mình sẽ cứ sống vui vẻ, nhưng mà mình sẽ luôn nghĩ là chuyện đấy cũng có thể xảy ra đấy. Và khi nó xảy ra thì mình sẽ xử lý như thế nào? Mình sẽ lên kế hoạch cho nó để mình biết là mình đã phải xử trí như thế nào thôi. Cái chuyện mà kiểu tam đấy thì xã hội bây giờ nó nhiều quá. Và rất là nhiều gia đình đang rất hạnh phúc mà vẫn có chuyện đó xảy ra, nên là mình không thể nào mà không cảnh giác được. Phải cảnh giác tột độ.